Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cấu trúc điều khiển của một hệ điện cơ, hay có một tên gọi khác đó là cấu trúc hệ tự động điều chỉnh truyền động điện. Thì như các bạn có thể thấy ở trên hình là cấu trúc đó với các bắt đầu từ tín hiệu đặt hay còn gọi là set point. Chúng ta đi sang đến chữ R này là bộ điều khiển. Sau khi tín hiệu qua bộ điều khiển thì sẽ chuyển đến bộ biến đổi công suất. Bộ biến đổi công suất này sẽ thay đổi điện áp hoặc có thể là tần số để có thể điều khiển được động cơ chuyển động và sau đó là nối với máy sản xuất. Sẽ có một thiết bị đo lường nối vào động cơ và máy sản xuất để đo lại những cái tín hiệu ở trong cái quá trình đó và truyền về cái vị trí này. Cái vị trí này có một dấu trừ đây, tức là nó là cái tín hiệu sai lệch giữa tín hiệu đặt và đo lường. Về mục đích của hệ thống này thì là sẽ điều khiển cho máy sản xuất bằng với tín hiệu đặt thì hiệu quả của sản xuất sẽ được đạt. Chúng ta hãy đi tiếp. Trong cấu trúc đây là một cái cấu trúc điều khiển phân tầng. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, nó sẽ là có một bộ điều khiển R, một bộ điều khiển vị trí, bộ điều khiển tốc độ và bộ điều khiển dòng. Thì tại sao lại có ba cái này? Thì đối với động cơ thì chúng ta sẽ điều khiển ba thứ là dòng điện này, tốc độ và vị trí. Thì các thông số này thường sử dụng bằng cái cấu trúc điều khiển phân tầng như thế này. Chúng lồng vào với nhau bắt đầu từ trong ra ngoài thì đầu tiên sẽ là vòng điều khiển dòng điện, tiếp theo là vòng điều khiển tốc độ chính là omega và tiếp theo là dòng điều khiển vị trí. Thì các mạch phía trong có thể tùy theo yêu cầu của đề bài thì có thể là bỏ đi hoặc không. Sẽ có những bài toán chúng ta sẽ chỉ có một vòng duy nhất, chọn một trong ba vòng này thôi. Sẽ có những bài sử dụng hai vòng, hai trong ba vòng này, và sẽ có những bài sử dụng cả ba vòng. Thì đối với mạch vòng dòng điện, các bạn cần phải chú ý đây, mạch vòng dòng điện đây. Thì cái này khi động cơ có công suất nhỏ hoặc là các bộ biến đổi cho phép chịu tải lớn thì ta có thể bỏ qua cái mạch vòng dòng điện này. Như các bạn có thể thấy ở trên chuột của mình. Nhưng mà bộ biến đổi này thì chúng ta sẽ không bỏ đâu nhé. Chúng ta hãy bắt đầu đi vào nghiên cứu một vài ví dụ để có thể xem thực tế nó sẽ như thế nào. Ví dụ, yêu cầu bài toán đặt ra là chúng ta sẽ phải điều khiển vị trí của một cái động cơ cho nó quay theo một cái góc phi như thế này. Thì ở đây mình có vẽ ra hai cái đồ hình. Đầu tiên là với động cơ nhỏ. Như mình đã nói bên trên, đối với động cơ nhỏ thì chúng ta có thể bỏ đi vòng điều khiển dòng điện. Bỏ đi vòng điều khiển dòng điện nhưng không phải bỏ bộ biến đổi. Do là điều khiển vị trí thì nó sẽ không có gì liên quan đến tốc độ cả. Vậy thì chúng ta sẽ không bỏ luôn cả cái vòng điều khiển tốc độ này đi và chỉ còn vòng điều khiển vị trí này thôi. Và chúng ta sẽ có một cái bộ điều khiển R này, xong đến bộ biến đổi động cơ. Cái này là tích phân của tốc độ thì sẽ ra được vị trí. Nó sẽ như thế này. Chúng ta hãy cùng so sánh với cái động cơ lớn này nhé. Thì với động cơ lớn thì chúng ta sẽ không bỏ được cái dòng Y này đi. Thì chúng ta sẽ phải viết vào thôi. Nhưng ở đây đặc biệt có một cái khác biệt, đó chính là chúng ta sẽ có một bộ giới hạn dòng Y ở đây.
Cái này là một cái loại ký hiệu chung ở trong MATLAB. Chúng ta có thể dùng cái khối này để giới hạn tốc độ này, giới hạn dòng điện, thì chúng ta đều có thể dùng cái này. Tại sao lại dùng cái giới hạn dòng điện ở trong cái mạch động cơ công suất lớn này? Tại vì để cho động cơ sẽ không bị xảy ra những cái hư hại khi mà dòng điện nó quá cao. Các bạn hãy tưởng tượng là động cơ lớn thì cái dòng của nó sẽ kinh khủng như thế nào. Thì nếu chúng ta không giới hạn cái dòng của nó thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là kinh khủng. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào một cái ví dụ nữa. Ở ví dụ bên trên sẽ là điều khiển vị trí của động cơ thôi nhé. Thì nó sẽ chỉ có xét theo cái này, sơ đồ điều khiển phân tầng ấy, cấu trúc điều khiển phân tầng, thì nó sẽ có i này, omega và phi, phi là vị trí. Bài này chỉ yêu cầu điều khiển vị trí thì chúng ta có thể bỏ đi cái omega này. Còn cái i thì chúng ta sẽ luôn phải xét xem động cơ chúng ta đang dùng là động cơ nhỏ hay động cơ lớn. Và cái mạch cái đấy nó có chịu được quá dòng hay không, hay là quá tải hay không. Ví dụ tiếp theo, điều khiển tay máy và yêu cầu cho nước không sánh và tràn ra ngoài. Thì đối với bài này sẽ chắc chắn sẽ là điều khiển vị trí. Nhưng để nước không sánh và tràn ra ngoài thì chúng ta sẽ có một chút liên quan đến tốc độ. Tức là sao, chúng ta sẽ phải tính toán xem cái tốc độ của cái tay máy này nó di chuyển chậm như thế nào để cho nước nó không sánh ra ngoài. Ở đây mình có phân tích với động cơ lớn và động cơ nhỏ. Thì với động cơ nhỏ thì chắc chắn là phần i thì thường chúng ta sẽ bỏ đi rồi. Chúng ta sẽ xem ở đây còn những gì nhé. Đầu tiên là vị trí đặt, sau đó đến bộ điều khiển. Bộ điều khiển vị trí, tiếp theo đến tín hiệu tốc độ đặt. Sau đó chúng ta sẽ có một bộ gì đây? Như mình đã nói bên trên, tất cả cái khối này nó sẽ giới hạn dòng điện hoặc là tốc độ, đúng không nhỉ? Thì ở đây nó sẽ giới hạn tốc độ tăng và tốc độ ngưỡng trên dưới của cái tay máy này để cho nó di chuyển vừa vừa thôi. Tiếp theo là thì sau khi giới hạn chúng ta sẽ có một tốc độ đặt mới ở đây và nó sẽ chuyển vào bộ điều khiển tốc độ qua bộ biến đổi này, qua máy. Sau đó đến đây và hoàn thành một vòng. Tiếp theo đối với động cơ lớn thì chúng ta sẽ phải xét phần i rất là kỹ. Như các bạn có thể thấy ở đây tất cả những cái kia là tương tự nhá, nên mình sẽ chỉ xét cái i này thôi. Thì nó cũng sẽ phải giới hạn cái dòng ở trong i này. Ở đây là sẽ có dòng điện đặt mới này sẽ truyền vào bộ điều khiển dòng điện qua bộ biến đổi và nó sẽ quay trở lại cái dòng điện đặt để hoàn thành một cái vòng điều khiển y. Thì đối với cái này thì các bạn sẽ cần nhớ những cái gì? Cấu trúc điều khiển một hệ điện cơ thì các bạn sẽ cần nhớ cái cấu trúc này. Đây là cấu trúc điều khiển phân tầng. Do đặc tính đối với động cơ thì chúng ta sẽ thường điều khiển dòng điện, tốc độ và vị trí. Vậy nên nó sẽ có cấu trúc điều khiển phân tầng tương ứng là điều khiển dòng điện này, điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí ở đây. Thì các bạn sẽ phải nhớ hai cái hình này. Sẽ luôn là một cái đơn vị đặt và vào cái bộ điều khiển. Tiếp theo truyền qua các bộ điều khiển khác rồi về đến bộ biến đổi và qua động cơ đến máy sản xuất. Các bạn hãy nhớ rằng đề bài yêu cầu gì thì chúng ta sẽ làm và vẽ cái hình nó sẽ theo theo cái đề bài nhé.
nhớ là phải đọc kỹ đề bài. Ví dụ ở đây điều khiển